Hello, Đam Mê Gái xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình đang tiếp tục làm bài mồi ngũ cốc nha các bạn. Đây. Thì từ nãy giờ mình mới vào làm vừa xong. Đây các bạn. Đây là bài mồi ngũ cốc nha các bạn. Trong đây gồm có đậu phộng, đậu xanh, gạo nếp, mè và đậu đen nha các bạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ nhờ thằng em mình nó sẽ xay nhuyễn nó ra nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ đổ cái cắm heo này vào nè. Đó. Và xay nhuyễn nó ra để dành mình câu nha các bạn. Rất là các bạn chỉ cần ủ vào một đêm. Nếu các bạn thích câu cá trôi và trộn vào câu liền. Nếu các bạn muốn câu cá chép. Đó. Cái cách trộn mồi này thì mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi. Đó nha các bạn. Ok nha. Bây giờ mình sẽ kêu thằng em của mình nó xay nhuyễn, nó xay giùm mình nha các bạn. Bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bưng xuống đây nha các bạn. Đó. Đây là cắm heo. Đây là mình có 2 ký cắm heo nha các bạn. Đấy, đây là mình có 2 ký cắm heo nè. Thức ăn cho heo nha các bạn. Ở đây trong gỗ mổ mồi này là mình đã khảo sẵn khoảng 4 ký mồi. Mình sẽ cho 2 ký cắm heo này vào để nó giảm bớt cái độ thét khét của cái bài mồi này. Và khi các bạn câu cá nó kèm theo cái mùi vị tanh của cái cắm heo này, nó sẽ cho chúng ta ra một cái bài mồi rất là chuẩn nha các bạn. Đó. Giờ mình sẽ đổ vào nha. Đấy. Ok rồi. Ê lấy cái máy xay giùm anh này à. Giờ mình sẽ trộn đều lên nha các bạn. Đó. Trộn thật là đều lên. Các bạn để khoảng một chút nữa, lấy máy ra. Bưng cái này ra đi để nó nóng. Đây là máy xay nha các bạn. Đó, đây máy xay trong đây nè. Lấy cái điện đi. Đối với cái thời tiết như bây giờ thì mình thấy là mình câu mồi cốc nó hiệu quả cao lắm các bạn à. Lên rất nhiều loại cá luôn, như là cá trôi, chép, chấm, phi, mè, cá chê và cả cá cha luôn các bạn à. Tức là nó hiệu quả với bài mồi lắm các bạn à. Cái cần các bạn trộn đều lên và ủ lại khoảng chừng một đêm hoặc là vài tiếng sau các bạn đem đi cái ra câu là ok rồi. Bào móm lên cho các bạn luôn. Lên cá rất là ok luôn nha các bạn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ kêu em của mình nó xay giùm cho mình nha các bạn. Để mình quay gần cảnh cho các bạn xem nó được hay hơn. Xay giùm mình này bạn ơi. Đây là máy xay nha các bạn. Đó, máy xay cà phê. Bây giờ mình sử dụng qua mình xay mồi ngũ cốc nha các bạn. Mình thì rất thích coi cái bài mồi ngũ cốc này. Giờ mình lấy cái son để mình hứng ở dưới nè. Đó. Ở một cái phễu để đừng đổ mồi vào. Cái một cái thao nhỏ nữa các bạn à. Đây nè. Một cái cân. Đó. Bây giờ mình sẽ đổ bật máy lên nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ bật máy lên nha các bạn. Đó. Đây là mồi đây. Nha các bạn.
đây là bịch để đựng mồi nha các bạn. Đó, mình chuẩn bị ra đây một ít nè. Đó, làm ra mình đang bằng cái bếp ga mini. Mình đã mới ăn xong rồi các bạn nè. Đó, ga mini. Đây là cái bình ga. Đó, ga. Hôm qua mình đi câu ở nhà không biết ai mở cái tờ cái tủ ngoài ra, nó cắn hết mớ rồi các bạn ơi. À, thấy không nè, cắn lủng lỗ hết mệt hết các bạn ơi, mồi rất ngoài hết, trời bị lỗi nè, thua rồi, không ổn các bạn ơi, cắn cái này vậy còn mồi nó còn câu các bạn ơi, còn hết mồi rồi. Đây các bạn ơi. Đây gần hết rồi các bạn ơi. Máy xay nó cũng hơi lâu chút. Đây nó bật tiền cho mình đấy. Mình đây nè, không vô không đi sao đâu mà không đi nè, em đóng bịch chụp mang đây nè. Bịch để dành câu các bạn nè. Đó, được một bịch các bạn ơi, thơm khét. Hết rồi, còn ít trái dính cái miệng các bạn à. Đây mình kiếm gì đó mình trọt xuống.
tắt. Được một bịch rồi các bạn nè. Đóng bịch bịch hai. Cái này có chừng 3 bịch rưỡi là hết rồi các bạn nè. Đó. 3 bịch rưỡi tính khoảng chừng 6 kg. Dạ thôi các bạn nè. Bịch này gần 2 kg nè, bịch nó kiếm mấy gần hơn cái khoảng cái 7 cái 8. 3 bịch này hơn 3 bịch đó các bạn nè. Coi còn bao nhiêu đây. Đó. À, thì cách trộn cái mồi ngũ cốc này thì nó cũng rất là đơn giản. Đó thì mình đã nói rồi. Nếu các bạn muốn câu cá trôi thì làm mà trộn xong thì ủ một đêm. Còn các bạn muốn câu cá chép thì trộn và câu liền. Và trộn ủ một đêm thì các bạn chuẩn bị sữa chua, bơ, cám gà, cám chim. Đó. Và trứng vịt. Chỉ như vậy thôi, ủ qua một đêm thì mai các bạn đi câu. Các bạn có chép vào trộn y chang như vậy luôn, nhưng mà lấy nước tại điểm câu và để trộn mồi nha các bạn. Nghe thì ngày hôm video này là mình quay và hướng dẫn cho các bạn làm mồi ngũ cốc nha các bạn, để chúng ta chiên câu cá trôi chép nha. Và các bạn xem video này hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.